Tùng Hạc, kênh Tùng Hạc mà như lúc trước mình giới thiệu với Chu khổng lồ đó, mình có nói gì với tranh và hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem bức tranh Tùng Hạc nó như thế nào. Nếu các bạn thấy video hay thì nhấn nút like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chanh đẹp lắm ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.